Hey, welcome back mọi người đến với kênh giải trí của Đồng Phương TV. Lại là Hào đây. Và có vẻ như là những cái ngày tháng mà được ra đường sắp trở lại rồi ha. Và Hào biết chắc chắn luôn, đó là có một địa điểm mà anh chị em nào cũng muốn quay trở lại, đó chính là phòng gym. Mấy tháng ở nhà hả mọi người, coi nè. Thật sự là bụng quá, bự quá, mập quá, nhiều mỡ rồi, cho nên là còn phải tới phòng gym gấp. Cho nên là hôm nay Hà đem đến cho các anh em 5 chai nước hoa để mà chúng ta có thể comeback được phòng gym thật là hoành tráng và cũng phải thật là thơm nha. Let's go. Ok, và trước khi mình bắt đầu với là cái list ngày hôm nay á, thì Hà có một đề hợp muốn nói, đó là tiêu chí để mà lựa chọn những cái chai nước hoa ngày hôm nay á, thì chắc chắn nước hoa phòng gym thì chúng ta phải lựa những cái mùi nó là fresh nè, mát mẻ, sảng khoái, giống như nó theo những cái tông như là citrus, aqua, hoặc là mùi biển, mùi water, mùi nước chẳng hạn. Đã đi vào phòng gym rồi ha, mình tập đã mệt mỏi, nó bơm ra mồ hôi rất là thúi rồi. Không ai mà muốn ngửi những cái mùi mà giống như là trầm hương nè, incense, mùi khói, mùi gia vị, mùi tiêu chẳng hạn, nên rất là khó chịu. Đó, cho nên là mình hãy né những cái mùi Hào vừa liệt kê ra ha. Ngoài ra thì trong cái tiêu chí lựa chọn ngày hôm nay, Hào không xét đến cái độ bám tỏa cho lắm. Bởi vì thì như mọi người biết mà, đi tập gym thì mình tập tầm khoảng đâu 1 đến 2 tiếng maximum. Sau đó thì mình sẽ nói chung là lau người hoặc là tắm rửa thì nước hoa nó cũng trôi đi mất rồi. Cho nên Hào không nghĩ là mình cần lắm là cái độ bám tỏa cho lắm ha. Cho nên chúng ta hãy bắt đầu list hôm nay luôn nha. Vậy vị trí số 1 thì Hào có một chai nước hoa đến từ nhà Lacoste, có tên là Lacoste Essential. Ủa, mặt nào ta? À, chắc là mặt này. Lacoste Essential. Chai này thật sự thì rất là đơn giản, không còn gì phải nói nhiều. Một cái mùi nó fresh nhưng mà nó theo thiên hướng kiểu cỏ cây một tí. Nó kiểu nó có một ít citrus này, một ít floral, một ít cái mùi cỏ cây rất là thiên nhiên, rất là tự nhiên. Cho nên là Hào cực kỳ thích cái chai này. Và ngoài ra thì chai em này rất là giá sinh viên nữa, cho nên là cực kỳ hợp để có thể dùng đi chơi và đặc biệt là phòng gym nữa. Highly recommend ha, Lacoste Essential. Đến với vị trí số 2 thì họ có một gọi là một legend về mặt chippy, một cái gọi là như là huyền thoại về mặt chippy luôn nghĩa. Số bán số 1 chạy hàng đầu ở trên Amazon luôn, đó chính là Nautica Voyage. Cái chai này thì chắc hẳn mọi người cũng biết rồi ha. Một cái mùi nó theo tông, nó kiểu như là mùi biển và lại kèm một ít fruity của chai táo. Và nó kiểu nó mang tới cái vibe một cái loại shower gel, một cái loại sữa tắm, mùi rất là sảng khoái, mát mẻ, cực kỳ hợp với phòng gym luôn. Vị trí số 2, Nautica Voyage ha. Và vị trí số 3, họ có Versace Eau Fraiche. Thực ra thì cái vị trí số 3 này Hào vẫn có thể lựa chọn hai em đến từ nhà Versace luôn, đó chính là Versace Pour Homme với là Versace Eau Fraiche. Cả hai đều mang một cái tông nó là citrus, những cái mùi rất là kinh điển và kèm thêm một tí cái mùi gỗ nữa, rất là sang trọng, rất là thơm luôn. Tuy nhiên thì Hào thích cái chai Versace Eau Fraiche hơn cái chai Pour Homme, bởi vì cái mùi nó có thêm một tí độ fruity. Và lại ngoài ra thì khi mà mới xịt ra thì cái mùi của em Eau Fraiche nó cảm giác nó nhẹ nhàng hơn một tí, còn cái chai Pour Homme mùi nó vẫn thơm ha, nó vẫn fresh nhưng mà cái lúc mới xịt ra thì nó hơi nồng. Cho nên Hà nghĩ nếu mà ai mà mới vừa xịt mà đi vào phòng gym cái chai Pour Homme thì Hà nghĩ nó rất là hơi nồng, cho nên Hà vẫn lựa chọn ưu tiên em Eau Fraiche hơn. Và vị trí số 4 thì Hà có chai Montblanc Ultra Blue. Chai này thì cũng lại là một blue fragrance khác ha, với một cái vibe đó là sữa tắm, mùi aqua, mùi biển, nhưng mà tuy nhiên nó có một tí cái độ cay cay đến từ vị tiêu nữa, cho nên là Hà nghĩ nó cũng tạo ra một cái điểm nhấn khác nhưng mà nó không quá nồng ở cái mùi tiêu. Và Hà nghĩ đây cũng là một sự lựa chọn phù hợp với lại phòng gym luôn. Độ bám tỏa thì không quá xuất sắc nhưng mà đó, như Hà đã giải thích ở trên ha, thì bám tỏa tầm khoảng 2 đến 3 tiếng ở trong phòng gym là quá đủ, là ok rồi. Đó chính là Montblanc Ultra Blue. Ok, và đến với sự lựa chọn số 5 và cũng là chai cuối cùng trong cái list ngày hôm nay ha, thì Hào lựa chai đó là Bulgari Aqua Pour Homme Marine. Thì nhắc đến cái chai, cái dòng Aqua của nhà Bulgari này thì chắc chắn nghe tên là Aqua là mùi nước ha, đã thấy mát, là thấy sảng khoái rồi á. Tuy nhiên thì Hào thích cái em Marine này cho phòng gym hơn, bởi vì cảm giác nó có một cái độ light, nó thoáng hơn, nó ít tầng lớp hơn là những cái chai còn lại trong dòng của Aqua, như là mình có Aqua Pour Homme hoặc là Atlantic hoặc là cái chai đã ngưng sản xuất đó là Amara. Thì những cái chai này nó cũng rất là thơm nhưng mà Hào cảm giác nó có một cái độ deep hơn, nó có một cái độ gọi là giống như độ trầm hơn á, manly hơn so với cái chai Marine. Cho nên là Hào nghĩ những cái chai đó thì mình để dành cho đi chơi hoặc đi hẹn hò hoặc là đi làm văn phòng thì sẽ ok hơn. Còn cái chai Marine thì nó thoáng đãng, nó fresh và cái mùi biển nó cảm giác nó nhiều hơn, cho nên á không hẳn là nhiều hơn nhưng mà nói chung cái nào cũng là mùi biển nhưng mà cái cảm giác nói chung là nó thoáng đãng hơn. Ta-da! Namofilm đã chính thức ship hàng trở lại cho các bạn rồi đây. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng và sản phẩm thì Namofilm cũng rất quan tâm đến sức khỏe của mọi người trong mùa dịch này nữa, nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mua sắm tại Namofilm nha. Toàn bộ nhân viên cửa hàng đều được xét nghiệm âm tính, đã tiêm vaccine 2 mũi, đeo khẩu trang và găng tay bảo vệ khi đóng gói hàng.
team Number Film luôn đáp ứng chuẩn các quy tắc 5K, toàn bộ đơn hàng đều xịt khử khuẩn trước, sau đó bọc một lớp chống sốc và xịt khử khuẩn thêm một lần nữa trước khi đóng gói và cho vào thùng có bọc lớp chống sốc bên ngoài rồi mới giao đi. Ngoài ra, ngoài thùng còn có một tem đỏ của Number Film. Sau đó, kiện hàng sẽ được chuyển sang cho shipper. Đối với đơn hàng đi nội thành Hồ Chí Minh, bạn sẽ nhận được hàng từ shipper nội bộ của riêng Number Film và tất nhiên vẫn luôn thực hiện đầy đủ các tiêu chí 5K như trên và luôn giữ khoảng cách 2 mét khi giao hàng. Còn đối với đơn hàng đi ngoại tỉnh, Number Film luôn lựa chọn đơn vị vận chuyển xanh. Xanh có nghĩa là có tích xanh và luôn luôn tuân thủ nguyên tắc 5K nhé. Giao hàng 5K, mua sắm thả ga cùng Number Film. Ok, mà vừa rồi là 5 chai nước hoa mà Hằng nghĩ là các anh em nên mang theo đến phòng gym để mà tập luyện giữ dáng, lấy lại vóc dáng sau mùa dịch, mùa lockdown vừa rồi ha. Và những ai quan tâm đến những sản phẩm trên thì Hằng sẽ để lại một đường link bên dưới phần description ha. Và mọi người đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí của Number Film TV để được đón xem các video về nước hoa lần sau. Và hãy đừng quên thả cho Hằng một tim nữa nha. Và đây là Hằng Gaga, xin hẹn gặp lại mọi người vào các video lần sau. Bye bye.